Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Jenly Gamer cùng một tựa game thuộc thể loại One Piece có tên là Rising Pirate Brohem. Ở cái tựa game này á thì mình thấy là nó khá giống Rank Big các bạn à. Nếu mà các bạn nào mà không có Robert để trải nghiệm Rank Big á thì mình nghĩ là đây là một cái tựa game vô cùng phù hợp với các bạn luôn ha. Thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Thì xem sơ về cái mô tả của game đó các bạn, thì mình thấy là trát quỷ sẽ là 1:40 và sẽ sản sinh ra một quả và sẽ biến mất trong vòng 20 phút nha. Thì mình coi sơ về những cái phím như mở menu nè, T sử dụng Suru, J với K sử dụng Haki vũ trang cũng như là Haki quan sát. Cái hai phím này quá quen thuộc rồi, chạy 2 lần W, nhảy đôi là Gepo, quy là mình né tránh ha, đảo thì thị trấn gió, rừng tàn bạo thì trấn biển vậy nè. Đó, các bạn có thể coi để farm cấp. Cấp hiện tại ở đây chắc là giới hạn chắc là tầm 300 á các bạn à. Tại vì mình thấy có đảo 200. Ở đây là la bàn thông báo tìm trái quỷ nè, rồi Sên hát nhạc, rồi X2 vàng. Chỗ này là server VIP em, thì 100 rubet. Rồi, thì bây giờ mình và các bạn cùng nhau tìm hiểu cái game này như thế nào ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ mở menu lên coi nè. Thì cái phần trend cộng cái năng lực trái quỷ nè, rồi defense, rồi stamina, mấy cái này thì 250 max. Thì có để này bạn 1/250 nè. Ở đây là mình sẽ cộng bao nhiêu bon vào cái đường đó ha. Mình sẽ ghi số ở đây nè, chẳng hạn như 10 đó. Vậy cho nhanh. Reset ta 75 robot các bạn ơi. Nhiều nhiều nhiều. Tiếp theo là cây kho đồ ha. Chẳng hạn như là những vũ khí mà các bạn đánh rơi từ boss hay là trái quỷ ấy, chắc có thể là các bạn cất trong đây được. Rồi tiếp theo là cái phần setting để các bạn bật tắt bóng nè, rồi cũng như là đồ họa này ha, rồi tắt nhạc nè. Chỗ này là nếu có coder mấy bạn nhập vào. Còn đây là cái phần mà chỉnh sửa nhân vật đó các bạn. Còn bên đây, bên đây là shop game pass cũng như là donate ủng hộ admin các bạn ơi. Đây các bạn có thể vào đây để chỉnh nhân vật ha. Nhưng mà thôi, vào chỉnh nữa thì mất thời gian của bạn. Rồi mình bấm luôn rồi. Mình tưởng đâu nó không nhận lệnh chứ bạn nào ngờ nhận lệnh luôn à. Đó, vào đây là cái phần mà mấy bạn sẽ điều chỉnh chẳng hạn như là gương mặt cũng như là đầu, cổ, tóc, tai, chân vậy nè. Các bạn có thể chỉnh cho con nhân vật mà đẹp nhất hoặc là xấu nhất mấy bạn nhìn thấy ưng ý nhất em. Rồi, ok. rồi, được. Mình khỏi chỉnh gì hết. Chứ bây giờ trong quá trình mà mình điều chỉnh nhân vật thì mất thời gian của các bạn xem video thôi. Nãy giờ mình quảng cáo vậy là cũng mất thời gian của mấy bạn rồi. Đó là vào thẳng luôn ha. Bây giờ vào thử farm thử dài dòng coi các bạn ơi, coi tình hình như thế nào. Bạn nào mà muốn trải nghiệm rank bí á thì có thể là vào game này để trải nghiệm thử ha. Rồi ok, ngon lành. Gương mặt nghe có vẻ rất là hút vãng. Chỗ này là như là mình nhiệm vụ level 1 nè các bạn, của con Happy nè. Đó, bấm vào, các bạn bấm Y vào ha. Rồi đây, đó đồng ý. Đánh 5 con. Nếu mà giống Rank Beat là đánh là chắc là cùi đầu cùi cổ đó các bạn ơi. Rồi chuyển sang về phần combat. Đây là mình sẽ đỡ ha. Đó là đây, là đây. Bước vào đây trời, cái gì mà mình nghe sấm sét nó nổ đùng đùng. Trời ơi, nó khó đánh lắm các bạn ô. Nó khó đánh cực kỳ luôn á. Ây da. Trời ơi, thôi. Một con đánh còn chưa xong được cái con này. Nó quýnh nằm la liệt rồi các bạn, quýnh nằm đóng rồi thì còn bò được nữa chứ. Vai nồi tiệt, quýnh rừa. Rồi, này farm khó lắm nha các bạn, chứ không dễ farm đâu. Rồi xong. Nó quýnh sắp đi đai rồi, sao mà ai sử dụng chiêu cái gì mà mình nghe cái gì rầm rầm đùng đùng hít ghê vậy ta. Trời đất cơ, nãy giờ mình thấy đang đứng mà giờ nằm. Rồi không sao, tiếp tục nha các bạn. Đỡ nè. Ý chết, quên lấy cái phần này ra. Rồi lỗi luôn rồi. Lỗi luôn rồi các bạn ơi. Reset luôn đi. Để nằm bò bò khổ quá đi. Lỗi là không sao. Reset làm lại. Rồi đây, phần combat lấy ra ha. Từ từ thôi. Trời ơi, quái đây khó farm lắm các bạn. Không có dễ đâu, quýnh rống không. Đỡ. À, nó đi được cái phạm vi rất là ngắn các bạn. Quất luôn. Đó. Đó, quái rống với mình liền. Lại đây.
Đấm trước. À, mình đấm trước. Đó, một con. Trời ơi, mình hoàn thành được cái nhiệm vụ được các bạn ơi. Ôi, sự cực khổ của mình đã được đền đáp. Hình như là mạng nó bị lắc cái gì á. Mình biết mà. Mình đấm, mình thấy nó bị delay lắm. Đó, được được nửa cây máu rồi. Ồ, quá khó farm luôn nha các bạn. Gặp trái quỷ một tiếng 40 phút nữa chứ. Cái đau khổ thiệt. Đó, quất luôn. Đó, hai con rồi. Rồi, tiếp các bạn ơi. Để mình coi ghép bô được không? À, ghép bô được nè các bạn. Vừa vào cho sẵn ghép bô luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp con quái tiếp theo là con quái thứ ba rồi xong. Con ghi lại kết liễu mình. Mình nằm mà nó không tha luôn. Lỡ đạp đúng phong câu cái mới chịu. Và nhiệm vụ sẽ không bị mất nha các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm ha. Đưa tôi trái quỷ đi. Trời ơi, mình còn không có trái quỷ nữa. Mấy bạn công nhận mấy bạn xinh độc thiệt chứ. Mình có trái quỷ nãy giờ sử dụng năng lực trái quỷ để mình farm rồi. Đâu phải là mình đứng mình đấm cực khổ vậy để cho con quái đục rưa. Rồi, game này khó farm lắm. Như ranh biết luôn các bạn. Mình thấy cái đảo này á thì có sự đổi mới. Nhưng mà cái cổng á thì các bạn thấy na ná không? Các bạn nào mà xem video ranh biết của mình nhiều thì chắc chắn biết ha. Rất giống luôn á. Rồi nữa, sắp mặt nữa rồi. Từ đất ơi, thiệt. Ráng nó rướng mà. Rồi, không sao. Tiếp tục chạy ra ngoài phàm con quái nữa được. Đó, ba con rồi. Yeah. Được ba con rồi. Đau khổ. Tại sao lại đau khổ như thế này? Hình như là cái con nhân vật của bạn mặc định vô lại mặc đồ trắng như thế này nè. Với cái đầu của Marco. Mặc định rồi, các bạn có thể vô trong để chỉnh ha. Cậu rống thiệt mấy bạn ơi. Quýnh mình quá chịu nổi. À, con còn đầy quất liền. Đó, mình nhân cơ hội vào. Trời ơi, bạn nó quém luôn mình rồi. Mà cái game này lên cấp lâu thiệt bạn. Nó khó như ranh biết mà. Nhưng mà có điều là nó sẽ không được hoàn thiện như là cái game ranh biết đâu. Tại vì mình thấy là game này giống ranh biết mà. Ranh biết thì phải nói là quá hoàn thiện rồi. Chuẩn bị cái đợt up 4 là ngon lành cành đào. Thôi mà giờ mình lo tập trung mình trải nghiệm game này đi ha. Đó, đây. Đẩm vô, đúng rồi. Giọng vô, thôi vô, thúc vô. Đó, phải như vậy. Đây. Ây da. Đào. Đào đớn thầy. Trời ơi, cái con da đen lại hút mình nữa kìa. Rồi xong. gương bạc hoảng hốt và hoảng sợ. Sợ giật mình luôn mà các bạn. Gương mặt có nhân vật mình nhìn bựa quá. Chụp cái gì từ từ. Trời, mình đánh cho một con nữa quá. Khổ quá mà. Đó, xanh xương rồi đó. Từ từ đứng cho chụp. Mà con nhân vật của mình ai cũng giống ai mà. Có khác biệt gì đâu chụp hình. Mình đâu có xài cái avatar chính của mình đâu. À, có các bạn. Có cái tên của mình trên kìa. Trời ơi, thì bạn chụp con nhân vật của bạn, các bạn ghép cái tên vô. Mà bao cái nhiệm vụ nãy giờ không chưa xong. 5 phút rồi. Quýnh con quái, quýnh rống không. Đó, quýnh lên bờ xuống ruộng nữa rồi đó. Đó, cái con này đè đầu đè cổ. Giật đầu mình. Đây. Ây da. Trời ơi, dẫm đạp rồi. Đừng mấy anh ơi. Ôi da. nhìn cái gương mặt hoảng hốt, nhìn mắc cười chứ. Dạ, không sao. Lại. Con quái sắp toan rồi các bạn ơi. Yeah, mình hoàn thành xong được cái nhiệm vụ rồi. Rồi, đất ơi. Hoàn thành được rồi các bạn. Chắc chắn là nâng vào trend rồi. Ủa, sao nâng điểm không được là sao? Đó, tưởng đâu nâng không được. Giật cả mình. Rồi, bây giờ là ngon lành cành đào cành chuối rồi nha các bạn. Rồi, đi thôi. Ngon lành rồi đó. Ở đây mình nhận nhiệm vụ farm ở đây chắc farm tới level 10 quá. Rồi bắt đầu mới đi chỗ khác được.
Ủa còn bên đây, bên đây cu mau làm vụ nào đây? Làm vụ cấp 5 hả? À cấp 5 qua bãi bên đây. Trời ơi, bãi đẩy xài kiếm các bạn ơi. Chắc chém, chắc chém chắc cùi đầu cùi cổ quá. Thôi. Có boss không? Có boss cho mình xin luôn cái. Bãi level 10 nữa chứ. Masuni, bãi level 10. Một bãi nào cao hơn nữa không? À có nè. Có nè bạn. Mình thấy có con gì trên đây nè. Chắc dạng con quái đỉnh cao trên đây rồi à. Con boss luôn. À, game này chat được các bạn, chat được nha, các bạn có thể đọc chat được ha. Chắc là mình nghĩ là mình đánh cái con boss này nè bạn là mình sẽ lấy được cái kiếm đó. Ôi cha. Có cái kiếm mà làm ghê vậy ta. Chém xanh mày xanh mặt luôn rồi. Lên chém ba cái. Đâu đó ừ. Gì dữ vậy à? Để coi coi còn NPC nào. À đây. Gì đây? Trái cây ác quỷ. Ủa mà có chữ remove đằng sau mà các bạn. Ủa này có chữ remove mà. Là cái này là các bạn bỏ trái quỷ các bạn ơi. Vậy game này các bạn ăn trúng trái suke các bạn lại đây bỏ ha. Bằng Robert hay tiền đây. À 50.000 Billy các bạn. Berry 50.000 Berry. Farm boss. Chắc đi farm boss. Nhắm bằng farm nào ý không? Mình lên trển nó chém mấy cái không không có đường về luôn. Vậy là mình phải tập trung farm ở khu vực này nè bạn. Đó, mình farm ở khu vực level 1 đây. Rồi sau đó là mình chạy qua khu vực bên đây ha. Đó, mình nhận mình farm rồi bắt đầu mình mới farm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Đó là trên con boss trên đây. Vậy là tổng cộng là 3 bãi nha các bạn. Một bãi nhiệm vụ level 1, một bãi level 5 và một bãi level 10 trên kia. Mà level 10 chắc chịu không nổi đâu. Đâu để vòng vòng ra cảng coi coi các bạn. Từ nãy giờ hoàng farm không. Ủa mà ai đây? Ủa Megumi này gì đây? À set bam, nhân vật set bam các bạn ơi. Megumi là nhân vật set bam. Ở đây có bản đồ đảo này các bạn thấy không? Đó, đây là những cái hòn đảo này ha. Để mình đi ra bên ngoài coi. Coi có thuyền để mình đi từ đảo này sang đảo kia không? Đảo này thì nó có ẩn trong sương mù. Nhưng mà mình nhìn từ xa là mình thấy vậy các bạn. Nhìn từ xa nhìn ra cái là thấy được con đảo rồi. Đây Ranky, trời Ranky bự dữ à. Trời ơi mình đứng tới lung quần của Ranky vậy bạn ơi. Nét qua coi. Trời ơi. Trời ơi 5.000 berry tiền đâu mua. Thôi tiền ri đi. Có không đâu. Đi lên. Trời đất ơi. Ôi cái thiền. À từ từ tốc độ từ từ tăng lên trời. Cái biết lên cũng giống ranh biết nè các bạn. Nói chung là cái phần trăm mà cái tỷ lệ game này giống ranh biết chắc là khoảng 60-70 rồi đó. Còn về cái cách sắp xếp và phối map là nó khác à. Chứ mình nghĩ là đại đa số là nó giống 60-70% rồi. Thôi qua chạy bộ như bạn kia đi cho khỏe các bạn. Đi chi khổ quá. Còn bạn kia ăn trái quỷ bơm bơm hay gì mà chọi đụng bệnh người ta. Trời đất ơi cái thiền. Thôi quá đủ rồi. Bơ nè các bạn. Có lặn được không? Mình đi vậy cho lẹ chứ thấy cái thiền chán quá đi. Qua kia coi bạn kia đang xài năng lực trái quỷ kìa. Hình như là mình thấy là trái magu á. Theo kinh nghiệm của mình là nó là trái quỷ magu hoặc là trái bơm bơm thôi, nhưng mà theo cái vòng xoay mà xoáy như thế vậy á là nó là trái magu các bạn ơi. Magu. À đây là đảo giả khì nè các bạn. Có điều là sắp xếp cái vị trí đảo khỉ nó khác thôi, là chắc là mình chỉ cần cấp 20 hay 30 rồi qua đây mình farm đảo khỉ được rồi, chứ không phải cần 60 như là anh biết. Đó, lên. Lại coi năng lực trái quỷ. Trời ơi, hết bay nổi rồi. Chờ tí các bạn, để nó cooldown mới bay được các bạn ơi. Qua đây coi liền. Hèn chi, mình nghe tiếng đùng đùng rầm rầm. À, ma gu nè, hèn ma gu. Nhìn từ xa là mình biết lão gu rồi. Hình như là đang đứng đây treo hay sao á.
Đúng rồi, treo các bạn ơi. Đứng đây dạng treo luôn á. Mà gu rồi, đâu có trái quỷ ngon hả? Ơi, đâu có trái quỷ phàm sướng nè. Ta treo rồi lại xin trái quỷ. Thôi được rồi các bạn. Coi như là cái quá trình review game cũng như là nghiên cứu game của mình đến đây là kết thúc ha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo hỗ trợ video để làm video thêm sắc màu hơn. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau tiếp theo em. Thì nếu các bạn nào mà muốn trải nghiệm game á, Runbeat mà không có Robert á, thì đây là một tựa game rất là phù hợp cho các bạn trải nghiệm. Nếu mà bạn ghiền Runbeat mà không có tiền mua. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.